Dù phải hy sinh gian khổ, nhưng nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thắng lợi. Đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc đã xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ. Có hàng ngàn những câu chuyện vượt Trường Sơn của các binh đoàn chủ lực. Bao nhiêu năm dài khắc khoải từng đêm, mẹ vẫn trông mong con về với mẹ, dẫu chỉ là một giấc mơ thôi, dẫu chỉ là một tiếng la rơi, dẫu chỉ là nằm đất nơi con nằm. Xanh con ở nơi nào, Trường Sơn Quảng Trị sóng gió gạc ma, về đi về đi về đây với mẹ, nghe mẹ ru tiếng ru thở nào. À hà ơi, à ơi, cây cò mày ngủ cho ngoan, cây cò mày ở nơi đâu, mẹ đang mong đợi sao lâu chưa về. Trông mong con về với mẹ, dẫu chỉ là một giấc mơ thôi, dẫu chỉ là một tiếng la rơi, dẫu chỉ là nằm đất nơi con nằm. Con của mẹ ơi, con của mẹ ơi, 18 đôi mươi lên đường đánh giặc, gìn giữ hòa bình hạnh phúc non sông. Về đi